Rồi, em chào các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo của mình nha. Thì mình vừa mới đi giao máy cho khách về xong à, bây giờ mới có thời gian rảnh để coi cái máy của mình. Tại vì cái đợt này mình lấy hàng về thì mình lấy tổng cộng là 3 cái máy. Thì 2 cái máy cho khách vừa mới giao về xong. Bây giờ mới có tí thời gian rảnh nè để coi cái máy của mình à. Máy của mình bây giờ có thời gian rảnh coi nè. Mệt quá, đuối quá à. Giờ mới xé ra. Rồi, vứt vào bên đi. Thì cái máy này của mình, cái cấu hình thì nó cũng tương tự như cái máy lần trước của mình mà mình bán rồi đấy các bạn. Nhưng mà có điều là mình đợt này mình nói anh bạn của mình là đặt cho mình cái máy này là cái RAM nó lớn hơn ha, RAM lớn hơn chút xíu. Thì anh nói là cái RAM của nó hình như là 6GB hay 8GB gì đó à. Cái máy này là ở trong công ty người ta thải ra các bạn ơi, cho nên là mình mua giá rẻ để về làm việc. Những cái máy mà dạng workstation đây này làm việc rất là châu bò ha, rất là châu bò luôn. Nếu các bạn nào mà chuyên làm về bên đồ họa hoặc là nói chung là về thiên về công việc á, thì các bạn mua những cái dòng mà workstation thế này các bạn xài nó sẽ ok hơn rất là nhiều, giá rất là mềm luôn. Mình mua bên nước ngoài về giá rất là mềm. Thì xài xong rồi cảm thấy là mình cần nâng cấp cái gì thêm thì mình nâng cấp thôi. Thì sau khi nâng cấp thì cái giá thành nó có thể là nó khác đi ha các bạn ha. À, thì máy này là anh nói là trong công ty nó mới thải ra thì anh hốt về được ha. Anh hốt về được thì máy móc chưa có làm gì hết, anh chưa cài lại gì luôn. Thì bây giờ mình sẽ kiểm mở lên, mình kiểm tra lại xem là có ok hay không, có xài được hay không. Nếu không xài được theo ý của mình thì mình sẽ cài lại Windows cũng như phần mềm ha. Rồi cái dây sạc thì cắm rồi, dây sạc cắm rồi để đây nè. Dây sạc cắm rồi để đây. Giờ cắm vô máy kiểm tra thôi. Đây. À các bạn chờ xíu nha, để mình mở máy lên mình kiểm tra thử coi xem là có cần sửa chữa hay là nâng cấp gì không. Cái máy đợt trước mình lấy về đó thì mình cài hết lại Windows rồi phần mềm cài lại hết. Rồi mình nâng lên RAM thành 32GB. Đến lúc mình bán thì mình chỉ để là lúc mình bán thì mình để là 16GB và 4GB là 20GB ha. Lúc mình bán là mình để 20GB. Còn cái máy này thì bây giờ đang là 6GB hay 8GB đó, mình chưa coi. Giờ mình mới mở lên mình coi. Rồi mình xài, nếu mà mình cảm thấy là mình cần nâng cấp thì mình sẽ nâng cấp. Ví dụ như ổ SD hay là RAM gì đó nha. Ôi cha, lung tung phần mềm trong này hết các bạn ơi. À, nhìn cái giao diện là biết là người ta xài là người ta đã lung tung xà bần rồi. Người ta đang cài sẵn cái hệ điều hành Windows 10, cái bản 1803 luôn các bạn. 1803 luôn. Rồi, ok. Có lẽ là mình phải cài lại Windows thôi các bạn. Mình sẽ cài lại Windows, cài hết từ đầu đến cuối luôn, cài lại hết. Rồi cài phần mềm, cài driver, xong xuôi ngon lành hết rồi mình coi thử xem là cần nâng cấp gì hay không. Đó, để mình dùng mình làm việc ha. Rồi ok các bạn, chờ xíu bây giờ mình sẽ đi lấy đồ mình cài lại Windows ha. Rồi ở đây thì mình có sẵn một cái USB các bạn. Cái USB thần thánh của mình. Đó, USB này mình có để cái bộ Windows 10, cái phiên bản mà cài tự động á ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái USB này mình cắm vào để mình cài lại cái Windows cho nó. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ cài lại ha. Mình thường làm như này khi mà mình mua máy mới về. Ok, cắm xong rồi. Giờ khởi động máy lại đi. Cài lại Windows. Mình sử dụng những cái bản Windows tự động này để nó không bị mất thời gian của mình các bạn ạ. Đấy, vô là cứ boot cái này lại thôi. Gọi cái boot menu lên. Cho nó boot cái USB. Chỉ cần ấn next một cái thôi. Rồi đi chơi. Lát nó quay lại là nó cài xong là ok. Chứ không có mất thời gian ngồi chờ nó các bạn. Đấy các bạn nhìn này. Chọn cái dòng USB thôi. Rồi cho nó boot cái USB này. À, đang boot vô USB của mình. Đó. Thì đây là cái bản Windows 10 tự động của mình các bạn ạ. Bản này thì mình bào chế và mình đã có chia sẻ rồi đó. Thì nếu các bạn mà có nhu cầu muốn lấy cái bản Windows này của mình thì các bạn coi lại video cũ cho mình nha. Đấy,
Cái bàn này của mình tiện lắm, mình chỉ việc bấm next thôi, tới chỗ này nè, mình chỉ việc bấm next một cái thôi. Đó. Thì nó tự động là nó cài hết cho mình luôn, mình không cần phải làm gì hết. Nhưng mà nếu mà các bạn xài cái bản này của mình á, là các bạn phải để ý nha, là cái bản này á, mình chỉ xài cho những cái máy mà nó có ổ SD, có nghĩa là một cái máy mà nó có một cái ổ chỉ chuyên để cài Win á. Bởi vì sau khi mà bạn cài cái bản này vô á, là nó tự động nó xóa hết dữ liệu trên cái ổ đó của bạn luôn, để nó chia lại, nó phân vùng lại cái ổ cứng luôn, tại vì nó làm tự động mà. Đó, cho nên là nếu các bạn mà xài như vậy á, thì các bạn mới xài cái bản này nha. Còn các bạn mà không có xài như mình á, thì các bạn không nên xài cái bản này, nó sẽ làm mất hết dữ liệu của bạn á. Đó, bạn thấy không? Nó tự động hoàn toàn, nó chạy luôn, chạy hoàn toàn tự động, mình không cần phải làm gì hết. Đó, nó cứ chạy hết tất cả các bước xong là nó sẽ vào Win. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, mình cài Win rất đơn giản và rất là nhanh. Đó, mình để đây xong mình đi làm gì làm, lát mình quay lại là xong. Rồi ok, thì mình sẽ cắt bỏ cái đoạn cài Win đi nhá. Tại vì cài Win mình có nhiều video rồi. À, chứ không thôi cứ làm đi làm lại thì nó nhảm lắm nha. Ok các bạn, chờ khi nào cài Win xong thì mình tiếp tục nha. Rồi sau đúng 5 phút là cái máy của mình nó đã cài xong các bạn Windows 10 1803 các bạn. Cài rất là nhanh luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại xem là cái driver nó có thiếu thốn gì không. Rồi mình sẽ cài cho đủ ha. Đây. Thiếu hai cái quỹ này. Cạc màn hình nhận chưa? Cạc màn hình chưa nhận luôn. Rồi ok, mình sẽ mở cái trình update lên để cho nó chạy. Đâu rồi, setting này. Cho nó chạy cái update ha. Chạy update để nó update cái driver cho mình. Các bạn chờ xíu, mình kết nối cái mạng vô đã nha. Đấy, kết nối cái mạng vô cái đã. Cái máy này, máy workstation, nó có cái bàn phím full size đầy đủ luôn. Gõ rất là đã các bạn. Cài cho đủ driver vô là làm việc phà phà luôn, không có gì á. Rồi update nè. Rồi giờ mình check update thôi. Tự động nó download hết cái driver về, nó cài vào cho mình là xong các bạn. Windows 10 rất là khỏe ha. Đấy. Rồi ok, để chờ cho nó cài cái driver cho nó xong ngon lành hết đi rồi mình tiếp tục mình làm việc các bạn ha. Rồi, sau khi mà nó update được một lúc á, thì bây giờ driver nó cũng tạm thời nó đầy đủ rồi các bạn. Nè, cho các bạn coi nè. Nó cũng ngon ngon rồi đó. Đây. Các màn hình đồ này kia là nhận đầy đủ hết rồi các bạn. Đó. Không có bị vàng cái nào nữa ha, ngon lành hết rồi. Đó. Mặc dù là nó vẫn đang chạy update đây nè các bạn. Nó vẫn đang chạy cái update ở đây. À đây vẫn đang chạy cái update này. Đó, còn một đống luôn. Nhưng mà những cái cần thiết thì đã cài đầy đủ hết rồi. Cạc màn hình đồ này kia đầy đủ hết rồi. Mấy cái này cho nó chạy sau. Ok, vậy là mình đã cài hoàn thiện xong cái máy rồi các bạn. Trong vòng chưa đầy 10 phút, 15 phút là đã cài xong rồi. Các bạn Windows 10 tự động cài rất là đã. Driver thì update tự động luôn. Rất là ngon lành. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cài những cái phần mềm cần thiết vào và mình làm việc thôi. Rồi ok, cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn. Thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong quá trình mà mình làm những cái gì trên một cái máy tính mà mình mới mua về. Thì đây là một trong những cái bước đầu tiên chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta mua một cái máy về. Máy mới cũng vậy mà máy cũ cũng vậy. Đặc biệt nếu như các bạn xài, các bạn mua máy cũ á, thì các bạn cần phải làm những cái việc này nhiều hơn nữa. Bởi vì nếu chúng ta muốn có một cái máy mà chạy ổn định á, thì khi mà chúng ta mua về, chúng ta cần kiểm tra xem là có cần phải cài lại Windows hay không, cài lại phần mềm hay không, thì chúng ta mới có một cái máy được như ý chúng ta muốn ha. Thì cái video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.